Vâng, chào mừng toàn thể các anh em đam mê BCB trên mọi miền Tổ quốc. Đầu tiên cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác nhé. Như các bác đang nhìn thấy đây là tâm kính của một con kính Tego các bác nhé. Đấy, con kính Tego 4 thông số là 4-16x44SF các bác nhé. Thông số 4-16x44SF, thông số này thì nhìn cực kỳ là chuẩn chỉ rồi các bác. Đấy, tâm thì khắc kính các bác nhé, cái mẫu này. Tây khổ, chống rung, chống giật, chống nhảy tâm cực kỳ là tốt các bạn. Đấy, giá cả thì là nó cũng thuộc phân khúc tầm trung. Đây, các bác quan sát kỹ cho em nhé. Tâm khắc kính, nhìn xa thì rất ti chi là trong, nhìn gần thì rất chi là nét, không có hiện tượng bị mờ, bị lóe, bị nhòe các bác nhé. Đây, khoảng cách này em đang nhìn khoảng trên 100m các bác nhé. Đấy, này các bác dùng cho FX, Condo, Benjamin, Tylon rất chi là hợp lý. Đấy, sau đây các bác đợi em một chút, em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về mẫu ống kính Tego 4-16x44 các bác nhé. Đây, không phải để các bác chờ đợi lâu, em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết về thông số con mẫu kính Tego này các bác nhé. Đấy, như các bác đang quan sát trên màn hình, đây tem mẫu kính Tego mili, tem mẫu kính Tego to các bác nhé. Đấy, đây Tego tem đỏ hàng chuẩn chỉ các bác nhé. Đấy, các bác quan sát cho em. Đây, con này cầm lên thì khá là đầm chắc các bác nhé. Đấy, thông số 4-16x44, các bác có thể phóng đại từ 4-16 lần các bác nhé. 44 là cái trường nhìn xa, SF là ký hiệu của chống nhảy tâm các bác nhé. Đấy, con này thì là chống rung, chống giật, chống nhảy tâm cực kỳ là tốt. Đây, cái này lấy nét tự động ở đây các bác nhé, lấy nét tự động ở bên này. Còn này, các bác chỉnh lên xuống thì các bác vặn đây cho em nhé. Các bác rút lên các bác vặn này. Đấy. Đấy. Xong các bác khóa vào cho em nhé. Đây. Bên này thì các bác cũng chỉnh sang trái sang phải cho em nhé. Đấy. Đây. Về nhìn quan sát tổng thể thì ở hai đầu nó sẽ có hai cái nắp chụp các bác nhé. Có hai cái nắp chụp để cho các bác bảo vệ kính này. Đây. Nắp chụp đây. Khi lúc nào các bác dùng các bác bật nắp lên. Đấy. Rất chi là tiện đúng không? Đấy. Đặc biệt là cái mẫu kính Tego này thì theo như nhà sản xuất công bố ấy, em được biết cái con này là nó sẽ hoàn thiện lăng kính đời mới. Lăng kính là MK4 các bác nhé. Lăng kính MK4 thì là cải tiến mới nhất, mới cập nhật đấy. Về cái hệ lăng kính này thì là nó sẽ cho một thông số nhìn xa rất chi là đẹp và nhìn gần nó sắc nét, nó không bị mờ các bác. Đấy, cái này thì bao cho các bác ben khoảng độ tầm 100-120 ăn chim nhá. Đấy, bao đâu chúng đấy. Em sẽ báo giá công khai của con Tego này luôn. Con này hiện tại đang được bên em bán với giá công khai 1.800.000 bao ship đến tận nhà cho anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu mua thì gọi điện trực tiếp đến hai đầu số này của shop để được nhân viên bán hàng tư vấn cho các bác nhé. Đây, tiện đây em sẽ giới thiệu cho các bác một cái mẫu kính cũng Tego, nhưng cái loại này là mili, để cho anh em lắp vào những cây mili thì rất chi là hợp lý nhé. Đối với cái cây mili này ấy, thì là thông số của nó là R các bác nhé, R 1.2-6x24 IR nhé. Đấy, cái con mili này thì là cũng khá là hay đây các bác. Đấy, cái con này thì là có ốc định tâm nhé, có đèn hồng tâm này, đèn hồng tâm rất chi là đẹp các bác. Đấy, con này nhìn thì cũng khá là sắc nét nhé. Con này là tâm khắc kính các bác nhé, tâm khắc kính một dãy số nhé, tâm khắc kính một dãy số. Cái mẫu này thì các bác lắp cho những cây mili rất chi là hợp lý. Các bác ben khoảng độ tầm 5-70m hoặc đến 80m, các bác ngắm con kính này thì ối rồi ôi, không thể chê vào đâu được các bạn. Đấy, về cái mẫu Tego mili này thì được anh em sử dụng rất chi là nhiều. Các bác phản hồi lại thì là dùng nó ổn định nhé, nó chống rung chống giật cực kỳ là tốt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba, giá cả là nó hợp lý quá. Đấy, đối với con mẫu kính Tego mili này thì Tego coi nhé. Đấy, tất cả những cái hàng xịn, hàng chuẩn chỉ nó sẽ có một cái chữ R con như này các bác nhé. Đấy, có một chữ R, các bác cứ lưu ý, các bác mua hàng là các biết, bác biết đúng không? Đây, con này cũng có chữ R đây các bác nhé. Đấy, cái này thì phụ kiện đi kèm các bác mua nó sẽ có theo bao gồm hai cái chân kính và một cái ống chống lóa các bác nhé, một cái cốc chống lóa. Đấy, đây em sẽ báo giá công khai cho các bác mẫu kính Tego mili này luôn. Hiện tại cây này đang được bên em giao dịch quanh mức 1.750.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. Đấy, bên em bán hàng thì lúc nào cũng rất là uy tín, giá cả hợp lý nhé. Các bác phát hiện ra hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bên em sẽ bồi thường cho các bác 110% giá trị sản phẩm nhé.
Tất cả các hàng em gửi đi cho bác là đều được bên em kiểm tra, test thử trước khi gửi các bác nhé. Hàng ok, ngon lành, cành đào em mới gửi đi cho bác. Đấy. Các bác nào muốn lấy cái mẫu kính Tegel Mini này thì giá là 1.750.000 nhé. Các bác chỉ cần gọi điện đến hai đầu số của shop các bác và em ơi bán cho em một cây Tegel Mini, một cái kính Tegel Mini giá 1.750.000 là em biết các bác muốn lấy cái cây này. Còn cây này là Tegel to các bác nhé. Thông số nó 4-16x44SF. Con này thì hiện tại đang được bên em bán với giá 1.800.000 bao ship đến tận nhà cho anh em nhé. Giá cả thì nó có thể lên xuống tùy từng thời điểm các bác nhé. Các bác mua vào thời điểm nào nó lên nó xuống thì mình chịu theo thời điểm đấy. Cũng kiểu như giá xăng dầu nó lên xuống từng ngày các bác. Cái này em nhập vào thì nó lên, em lại bán lên, xuống thì lại bán xuống cho các bác nhé. Hàng em gửi đi cho bác thì cam đoan hàng chuẩn chỉ, hàng chất lượng ok các bác nhé. Đấy. Thì một cái video rất chỉ là ngắn thôi. Em giới thiệu về hai cái mẫu kính Tegel đến đây nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Các bác nào xem thấy hay thì hãy cho em một like, đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ cho bọn em ngày càng phát triển hơn nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau.